sao vậy? Em tấn công bên kia vậy? Đúng, em phụ trách mảng bên này. À, chạy qua nó so chiều cao với em. Em đã bảo chị phải đi ghét cao rồi. Hello, xin chào mọi người. Và ngày hôm nay thì đây là lần đầu tiên Thùy nhớ là trong 12 năm làm nghề của Thùy thì đây là lần đầu tiên mà Thùy đi họp báo một MV ca nhạc. Cũng có cái cơ duyên từ một câu nói trending của Hoàng Thùy là có đỏ mà không có thơm thì nên cơm giá gì. Nhưng mà ngày hôm nay thực sự là gia đình Hoa Dương Bụt rất là tự hào về Hòa. Cảm ơn chị. Một kiểu nha. Chị là Hoa Dương Bụt đại đấy. Thùy rất là thích cái hình ảnh này của Hòa. Và Thùy nghĩ rằng khi mà Hòa gửi cho Thùy cái poster mời Thùy đi họp báo, và Thùy nói là một cô gái quê ở Bắc Ninh, với một hình ảnh này thực sự rất là hợp với Thùy. Và Thùy hy vọng là sau này các sản phẩm âm nhạc khác của Hòa sẽ là gắn liền với hình ảnh của một cô gái Việt Nam rất là dịu dàng nhưng mà rất là cá tính như thế này. Cảm ơn Hoàng Thùy rất nhiều. Tối nay là một xe nữa em nha. Dạ. Xe nữa cái đấy cô đừng. Trời ơi, tiếp cho chứ bóng học tiếp theo nữa. Ca sĩ Võ Hạ Trâm. Cứ quay thôi. Diễn viên sự kiện như nào tính xong. Ủa khoan em ơi, mà mình thời lượng họp báo bao nhiêu tiếng bé? Mà tôi chết rồi. Ừ chứ. Ý là mình phải book thêm thôi. Đâu cả ngày được. Ừ. À, bao rạp rồi. Bao rạp đúng không em? Chơi chứ. Em báo số tài khoản trước rồi em trả lời sao? Được à. Chấm. 55507 nhịp cân bằng. Trời ơi, rất ghê á. Dạ, sao Trâm là một ca sĩ mà đây cũng là một cái nhân vật khó tính trong âm nhạc. Dạ, thế hôm nay thấy cái sản phẩm thi màu lần này như thế nào? Cảm ơn anh. Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn báo chí, các bạn fan, các anh chị em nghệ sĩ. Ngày hôm nay là chị rất là vui. Bởi vì chị thấy được hình ảnh của Hòa mấy năm trước khi mà chơi gương mặt thân quen với chị. Yeah. Có một đêm em rất tỏa sáng cho một cái vai diễn trong một cái vở Tuồng. Và chị luôn mong chờ cái hình ảnh đó sẽ được tái hiện. Bởi vì Hòa rất là giỏi về những cái mảng về dân gian. Tại vì em chưa khám phá được bản thân mình thôi. Nhưng mà trong cái cuộc thi đó em đã chăm biết là em đã hiểu được mình có được cái yếu tố đó và ngày hôm nay thì màu xuất hiện. Chị cảm thấy rất là vui nè, hạnh phúc cho em. Sau những biến cố trong cuộc sống thì em đã quay trở lại với âm nhạc với một cái sản phẩm rất là em, rất là đẹp. Nó vừa mang cái yếu tố của truyền thống, nó vừa mang yếu tố của hiện đại. Cho nên là thị màu đeo len và cánh đá. Ủa, rất đẹp. Câu hỏi của Duy Khánh là được giải đáp từ đây luôn nha. Tự okay, hỏi, tự trả lời luôn. Rất đẹp và chúc mừng em và chúc mừng Thị Màu. Hy vọng là top trending sau 2 tiếng đồng hồ. Trời ơi! Kiểu rưỡi, chốt tên. Rồi, hai chị của em nói tiếp luôn. Hai chị luôn. Dạ, ca sĩ Nguyễn Hai Yến à. Dạ. Chị nghĩ là em xin chào mọi người. Trời ơi, chị Yến tụi em làm dữ lắm mới tới đó. Không phải là 2 tiếng, mà là 1 tiếng để chị lấy 2 triệu. Dạ. Ôi em, đây thế này, đầu tiên là cho Hòa Yến chào tất cả mọi người. Yến phải nói thật là rất là lâu rồi Yến mới tham gia một cái buổi họp báo. Và Yến cũng là một cái người thật sự là hơi nhát đi họp báo đấy. Cái này Yến phải nói thiệt, nhất là mấy năm trở lại đây. Và Hòa gửi được mời một cái là Yến sắp xếp ngay vì Yến đến cả Hòa. Và có một cái điều Yến rất thích trong cái câu nói của Hòa Trâm, đấy chính là em đã tìm được chính bản thân mình. Vì Hòa ấy có một cái nguồn năng lượng, đầu tiên là một cái sự tích cực và một cái sự gần gũi để tạo cho cái người đối diện luôn luôn có cái cảm giác yêu mến, và cái cô gái này truyền cái năng lượng cho người đối diện. Đây là một cái điều rất là hiếm có và ít có đối với các bạn trẻ ở thời đại bây giờ nha. Ý phải nói thiệt là như vậy. Cái thứ hai là Hòa là một trong những cái người được sở hữu, như Trâm nói đấy, là em sở hữu một cái được gọi là những cái năng lực lõi của em ấy, ở về những cái văn hóa truyền thống của khu vực phía Bắc mình. Em sở hữu cái đấy rất mạnh luôn. Và chị rất là vui khi nhìn thấy em rằng là ngày hôm nay em đã có một cái điểm khai thác. Và đặc biệt em đặt để cái cá nhân em và cái nhân vật rất đúng, đó chính là Thị Màu. Một cái nhân vật mà ở trong Thị Màu em có thể có đất diễn. Bởi vì sao? Nó có một cái gì đó rất... Hòa Minzy có một cái gương mặt trời phú nha. Thì này cô ngồi cạnh Trâm và nói
Trời ơi, con thì người ta không sửa một cái miếng màu mà sao đẹp thế nào. Sao không có đi phẫu thuật mà sao mặt xinh thế? Thì đây trời cho em một cái gương mặt rất xinh. Ngoài ra nó có trên cái gương mặt, những cái cơ mặt ấy, cái cơ mặt của bạn ấy có những cái biểu đạt rất là tốt. Chính vì thế là với ai có thể là khó khăn trong cái vai diễn thị màu, nhưng với Hòa chị nghĩ nó như là một cái cuộc rong chơi trong cái hình ảnh này. Và khi cái gì nó rong chơi thanh thản, bình thản, đặc biệt nha, chị cảm nhận được cái sự mong muốn làm về văn hóa của Việt Nam ở trong em nó rất sâu đậm luôn. 5 triệu chốt được. Tính ra là lỗi em ha. Tính ra lỗi em, lúc đầu em nói với mọi người, lúc em chào đầu đúng không ạ? Mọi người tới đây là bằng sự yêu thương, nhưng không ạ. Tới đây vì tiền nha. Dạ, quá hầu diễm em ơi. Nào. Tất cả các bạn fan của Thị Màu, và chị cũng xin được cảm ơn em vì cái lời mời ngày hôm nay. Bởi vì theo như tất cả các anh chị phóng viên cũng như mọi người ở đây thì phải nói là Hương đã có một thời gian lặn cột sâu hơn em nữa. Và đây là trong một suốt quá trình là Hương rất là hiếm để có thể nhận lời ra mắt một cái MV cũng giống như là bộ phim. Nhưng mà Hòa như là một người em của chị rất là mến em và đồng cảm với lại những cái cảm xúc của em trong cuộc sống. Và ngày hôm nay thì thực sự là chị cũng đang thắc mắc, trước đó chị đang đọc cái Google là tại sao em chọn về nhân vật Thị Màu, thì mong em có thể giải đáp cho chị cũng như là tất cả các bạn ở đây. Đối với chị thì cảm xúc ngày hôm nay xem thì chị thấy là em hát hay, đẹp, và chị rất là nể phục cái bộ, những cái trang phục ở trong cái MV đó, một sự đầu tư rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì chắc chắn là chị cũng nghĩ rằng đây sớm thôi, từ đây cho đến khi 19 giờ phát hành đúng không, thì chị nghĩ chắc cỡ 19 giờ 30 là trời ơi, bé nó muốn vừa giải 10 triệu hay gì trời. Top trending ở trên TikTok và trên YouTube rồi. Chị thì không cần em chuyển tiền, em có thể tát chị thẳng vào những cái livestream của em. Trời đất ơi, có gì bán hàng kém. Chị lại tương tác, chị bán hàng. Trời đất ơi, vậy là coi như lãi cũng 100 triệu rồi. Dạ không ạ, đủ nuôi con. Dạ đủ nuôi con, em cảm ơn ạ. Cảm ơn chị rất nhiều. Cách mời tới vì tiền thì sửa không? Bây giờ em sẽ hỏi nốt ba thành viên này là chúng ta lên nhá. Dạ rồi. Sao anh không...